Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình có một lô cừu rau minh, mình có mấy cọng thôi, mình quay chung một combo luôn ha. Và nếu các bạn ưng ý thì các bạn gọi điện thoại cho mình, số điện thoại là 0908 846 804. Số điện thoại của mình là 0908 846 804 các bạn nha. Và sau đây thì mình sẽ quay cái cây thực tế. Thì nguyên cái combo này mình không có bán lẻ nha các bạn, bán nguyên cái combo này luôn là mình bán 600.000. Đây là cù lau minh rừng Ninh Thuận. Và cây thì rất là đẹp và nó đang bắt đầu trong cái giai đoạn là ra rễ. Đó, đây là cọng thứ nhất nè. Chiều cao thì các bạn so với mấy cái ô của cái vỉ đó. Cây thì bao đẹp. Cái này do mình tách xuống hôm nay đó nên cây nó đang khô nước như vậy thì mình rất là dễ đóng đi. Nó không có bị dập. Nhưng mà rễ thì ok các bạn nhìn cái đầu rễ bắt đầu chớm ra rễ nè, cho nên cái này mà về mà các bạn ghép vô trong trụ gỗ á là nó ra rễ liền nè. Đó, các bạn thấy chưa, cây thì nó khô, nó rất là dễ đóng nhưng mà rễ thì đang ra. Cái này mình về mà mình ghép là nó bám liền luôn, ra rễ liền luôn. Cọng nào cũng dài, cũng mập, cũng bự, cũng đẹp hết. Cọng này cũng vậy. Các bạn thấy đầu rễ đang bắt đầu ra xanh xanh nè, thấy không? Đây trên cái thân này cũng ra rễ nữa đó, ra miếng rễ mập ú luôn nên mình yên tâm ha. Đây là cù lông minh rừng Ninh Thuận nha các bạn. Hoa nó sở hữu hai gam màu đó, xanh lá cây và trắng, rất là thơm. Bữa hôm anh kia anh bán một cái giò rất là khủng luôn, anh ghép lâu rồi đó, một giò khủng. Và cái giò đó mình thích lắm mà mình cũng mua không nổi luôn, 10 triệu. Cho nên mình muốn chơi tác phẩm bự đẹp thì mình cứ ghép đó, rồi mình để đó, tự nó nhảy con. Cái giò của anh đó là cực kỳ khủng luôn, 10 triệu, rớt không nổi luôn. Mà ghép được con giò khủng vậy á, chơi đã lắm các bạn. Tới nó mà trổ bông thì thơm chất ngất luôn. Rồi đây là cọng cuối cùng. Cọng này mình lỡ tay mình làm gãy cái đọt rồi. Cái này về mình cứ ghép vô đi, nó nhảy cây con các bạn ha. Như tổng cộng nãy giờ mình quay là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Và 6 cọng này giá của nó mềm xèo luôn, chỉ có 600.000 thôi. Cây khỏe, đẹp, đang ra rễ. Và cây này cắt nước nó đang cái khô đó, cho nên mình rất là dễ đóng đi. Và về là mình nó tưới nước, tưới thuốc vô là cây nó lập tức nó phát, nó bung liền luôn. Cho nên các bạn yên tâm về chất lượng ha. Số điện thoại của mình là 0908 846 804. Các bạn yêu thích cái lô cù lau minh rừng Ninh Thuận này, các bạn hãy gọi điện cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip.